Xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn khuên và bát để dựng cần. Bát Fuji. Đây, các bạn dựng cần 3 khúc. Hoặc là các bạn thay thế cũng được tùy mục đích sử dụng các bạn. Bát Fuji đang bán rời. Đây là khuyên Fuji có cần 3 khúc. Bộ này bộ có cần 3 khúc các bạn nhé. Này, đường kính khuyên đầy 3 đây các bạn. Là 30. Hơn 30 một tí. Được cái ngoài. Được cái ngoài là 40. Khuyên tiếp theo. Bộ này gồm 8 khuyên cả đầu ba lô. Đây 4/5. Đây là cái vĩnh ngoài. Đường quý ngoài là 33. Nó đi 19. Hai mươi sáu. Mười bốn năm. Hai mốt năm. Tiếp đến đầu ba lô đây các bạn. Kính trong của đầu ba lô rất to. Đường kính này là 8. Các bạn có chạy khóa to thì cũng ok. Nhìn chiếc Fuji đây. Fuji. Bát này là NS7. Các bạn lắp máy to ok các bạn. Chân máy rất to. NS7. Liệu thép không gì. Đấy, vừa rồi này đang giới thiệu các bạn bộ khoen cần 3 khúc và bát Fuji, tất cả đều Fuji hết. Hải đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải đang Fishing.